Tác phẩm: Harry Potter tập 7 Bảo bối tử thần. Tác giả: J.K Rowling. Người dịch: Lý Lan. Nhà xuất bản trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 9: Một nơi để trốn. Mọi thứ dường như nhòa đi chậm lại, Harry và Hermione đứng bật dậy và rút đũa phép ra. Nhiều người chỉ vừa kịp nhận thức được có điều gì đó lạ lùng xảy ra. Nhiều cái đầu vẫn còn đang quay về phía con linh miêu bạc khi nó đã tan biến. Sự im lặng tỏa ra từ những gợn khói lạnh lẽo nơi thần hộ mệnh vừa đáp xuống. Chợt ai đó thét vang. Harry và Hermione lao mình vào đám đông hoảng loạn. Khách khứa phóng chạy về mọi hướng. Nhiều người đồn thổ bùa phép bảo vệ ếm quanh hang sóc đã bị phá giải. Ron! Hermione kêu. Ron! Paul ở đâu? Khi hai đứa nó chèn lách băng qua được sàn nhảy, Harry nhìn thấy những hình bóng khoác áo choàng và đeo mặt nạ xuất hiện trong đám đông. Rồi nó thấy thầy Lupin và cô Thorns đùa phép dơ cao và nó nghe cả hai người đó thét, che chắn, một tiếng kêu vang dội khắp mọi phía. Ron, Ron ơi! Hermione gọi, nửa như khóc, khi cô bé và Harry bị những người khách kinh hoàng xô đẩy. Harry nắm chặt tay cô bé, để chắc chắn tụi nó không bị tách ra một khi luồng ánh sáng phóng xẹt trên đầu tụi nó. Có thể là bùa bảo vệ hay cái gì đó hung ác hơn, nó không biết được. Và Ron kia, nó chụp cánh tay kia của Harmony và Harry cảm thấy cô bé xoay tại chỗ. Ánh sáng và âm thanh biến mất khi bóng tối phủ chụp xuống nó. Nó chỉ còn cảm nhận được bàn tay Harmony khi nó chen qua không gian và thời gian xa khỏi hang sóc, xa khỏi bọn tử thần thực tử đang đổ bộ. Có lẽ xa khỏi chính Voldemort. Bọn mình đang ở đâu? Giọng của Ron vang lên. Harry mở mắt. Trong một thoáng chốc, nó ngỡ tụi nó vẫn chưa rời khỏi đám cưới, tụi nó dường như vẫn còn ở giữa đám đông. Đường Tottenham Court. Harmony thở hổn hển. Đi, cứ đi tới, tụi mình cần tìm chỗ cho hai bộ thay đồ. Harry làm y như cô bé bảo, tụi đó nửa đi, nửa chạy, ngược lên trên con đường rộng tối thui đông đúc những kẻ chơi bời ban đêm và hai bên đường sang sát cửa tiệm đã đóng cửa. Trên đầu tụi nó, sau đêm lấp lánh, một chiếc xe buýt hai tầng ầm ầm chạy ào qua và một nhóm dân nhậu vui nhộn trố mắt ngó bẩn cợt khi tụi nó đi ngang. Harry và Ron vẫn còn mặc áo trùng lễ. Hermione, tụi mình đâu có đồ gì để thay ra. Ron nói với cô bé khi một phụ nữ trẻ nhìn nó và bật ra tiếng cười khụt khịt khàn khàn. Tại sao mình không nhớ là mang theo tấm áo khoác tàng hình chứ? Harry nói, trong lòng thầm nguyện rủa sự ngu ngốc của chính mình. Suốt năm ngoái, mình luôn mang nó bên mình. Vậy mà. Không sao, mình có tấm áo khoác tàng hình và mình có quần áo cho cả hai người đây. Harmony nói, chỉ cần cố gắng và hành động tự nhiên cho đến khi chỗ này chắc được. Cô bé dẫn tụi nó đi xuống một con đường ngang rồi đi vào một mái che tạm trong một cái hẻm âm u. Khi bồ nói, bộ có tấm áo khoác và quần áo Harry nói, không hài lòng nhìn Hermione. Cô bé không ngoan theo gì khác ngoài cái túi sách. Kết bằng một hộp cườm nhỏ xíu. Giờ đây cô bé đang lục lọi cái túi đó. Thì có ngay, đây nè. Hermione nói. Và trước sự ngạc nhiên cùng cực của Ron và Harry, cô bé lấy ra một cái quần bò, một cái áo thun, mấy chiếc vớ nâu. Và cuối cùng là tấm áo khoác tàng hình. Làm cách quỷ nào? Bồ mở rộng không thể dò ra mình nói, phức tạp nhưng mình tin là mình đã làm đúng, đại khái là mình đã xoay sở nhét hết mọi thứ tụi mình cần vô đây rồi. Cô bé lắc nhẹ cái túi sách, trông có vẻ mong manh và nó kêu như thể một thùng xe vận tải chở một mớ đồ nặng nề lăn lồng lóc bên trong. "Ôi khỉ, ắt là mấy cuốn sách." Cô bé nói, ngó vô túi và mình đã xếp chúng ngang nắp theo từng loại rồi cơ đấy. "Mà thôi, Harry, bộ đơn mặc áo khoác tăng hình vào." Ron bộ thay đồ nhanh lên. Bộ chuẩn bị những thứ này từ hồi nào vậy? Harry hỏi trong khi Ron cởi áo chùng của nó ra. Mình đã nói với bồ là hồi ở hang sóc, mình đã sắp xếp xong hành lý cần thiết mấy ngày rồi. Bồ biết mà, trong trường hợp tụi mình cần ra đi đột xuất, Harry à, mình sắp xếp cái ba lô của bồ hồi sáng sau khi bồ thay đồ và bỏ nó vô trong này rồi. Chẳng là mình có một cảm giác... Bồ khiến mình ngạc nhiên quá, thiệt đó, Ron vừa nói vừa đưa cô bé cái áo trùng đã được cuộn lại. Cảm ơn bồ. Harmony nói, cố nở một nụ cười khi cô bé nhét cuộn áo vào trong túi. Harry, làm ơn mặc áo khoác vào đi. Harry quăng áo khoác tàng hình lên vai, rồi kéo nón trùm qua đầu, biến mất ngay. Giờ nó mới bắt đầu nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Những người khác, mọi người ở đám cưới. Tụi mình không thể lo chuyện lúc đó được. Harmony thì thầm. Harry à, bộ mới là kẻ bị bọn chúng truy lùng và nếu tụi mình quay trở lại thì chỉ khiến cho mọi người bị nguy hiểm thêm mà thôi. Hermione nói đúng đấy. Rồi nói, nó dường như biết Harry sắp cãi lại cho dù nó không thể nhìn thấy mặt Harry. Hầu hết thành viên hội phượng hoàng đều có mặt ở đó, họ sẽ bảo vệ mọi người. Harry gật đầu, rồi nhớ ra hai đứa kia không thể thấy nó. Bèn nói ừ, nhưng nó nghĩ đến Ginny và nỗi lo sợ luôn sụt sôi trong axit bao tử nó. Đi thôi, mình nghĩ tụi mình cứ đi tiếp tục. Harmony nói, tụi nó đi ngược lại con đường ngang rồi trở lên con đường chính. Một nhóm đàn ông ở bên lề đường bên kia đang nghèo ngao hát, chân nam đá chân siêu. Chỉ là tò mò thôi, tại sao là đường Tottenham Court? Ron hỏi Harmony. Mình không biết, chẳng qua nó chợt nảy ra trong đầu mình, nhưng chắc chắn là trong thế giới mưu gồ, tụi mình sẽ an toàn hơn, bọn chúng sẽ không ngờ tụi mình tới đây. Đúng, Ron nói, nhìn quanh quất, nhưng bộ không cảm thấy hơi tục à. Chứ còn đi đâu nữa? Harmony hỏi, khép nép co người lại, khi bọn đàn ông bên kia đường huyết gió chọc ghẹo cô bé. Tụi mình đừng hồng đặt phòng ở quán cái vạt lũng đúng không? Và quảng trường remote cũng bị loại nếu lão Snape có thể vào được nơi đó. Mình cho là tụi mình có thể thử đến nhà ba má mình, mặc dù mình nghĩ cũng có nguy cơ bọn chúng lục soát nơi đó. Ôi, ước gì mấy thằng kia đã khớp mỏ lại. Chịu không cưng. Gã xỉn nhất trong đám đàn ông bên kia đường đang gào lên. Khoái nhậu không, bỏ thằng tóc đỏ qua đây làm một sĩ đi nào. Ai, à, tụi mình kiếm chỗ nào rồi ngồi đi. Hermione vội vàng nói, khi Ron há hốc miệng toàn hét trả lại bọn bên kia đường. Ký ở chỗ này chắc được, vô đây đi. Đó là một quán ăn nhỏ, nhếch nhác, mở cửa thâu đêm. Tất cả mặt bàn ốp mica đều phủ một lớp mỏng dầu mỡ, nhưng được một cái là quán vắng hoe. Harry lẻn vào ngồi trước trong một ô ngăn. Ron ngồi xuống bên cạnh nó, đối diện với Harmony. Cô bé ngồi quay lưng lại, cửa ra vào và không ưa vị trí này chút nào cô bé ngoáy nhìn ra sau thường xuyên đến nỗi trông như có vẻ bị vẹo harry không thích bị ngồi yên một chỗ di chuyển tạo cho nó ảo tưởng là tụi nó có một mục tiêu dưới tấm áo khoác tàng hình nó có thể cảm thấy những tác dụng cuối cùng của thuốc đa quả dịch đang tiêu tan trong người nó hai tay nó đã trở lại bình dạng và chiều dài bình thường nó lấy cặp mắt kiến ra khỏi túi áo và đeo trở lại một hay hai phút sau Ron nói, mấy bộ biết không, tụi mình ở đây thì không xa quán cái vặt lũng cho lắm, nó ở trên đường Charing Cross. Ron, tụi mình không thể, Harmony nói ngay, không phải đến ở đó mà để đến đó coi chuyện gì đang diễn ra. Tụi mình biết chuyện gì đang diễn ra mà Voldemort đã chiếm được bộ pháp thuật và còn chuyện gì tụi mình cần biết nữa hả? Thôi được rồi, thôi được rồi, chỉ có có ý kiến vậy thôi mà. Tụi nó rơi vào một sự im lặng bức rứt. Cô hầu bàn nhai kẹo cao su lệch xẹt đi tới và Harmony kêu hai ly cà phê sữa. Bởi vì Harry vô hình nên gọi cho nó một ly thì kỳ quá. Hai công nhân lực lượng bước vào quán và nhét thân chúng vào ô ngang kế bên. Harmony hạ thấp giọng thì thào. Mình đề nghị tụi mình kiếm một chỗ đồn thổ ra vùng quê. Khi ra tới đó rồi, tụi mình có thể gửi thư cho hội. Bộ bồ tạo được cái món thần hổ mệnh nói đó hả? Mình vẫn thực tập lâu nay và mình tin là mình làm được. Được, miễn sao không khiến họ bị rắc rối, mặc dù rất có thể họ đã bị bắt rồi. Trời ơi, nếu vậy thì thiệt là kinh hoàng. Rồi nói thêm sau một ngụm cà phê xăm xám nổi bọt lều bèo. Cô hầu bàn đã nghe lóm, cô ta ném cho Ron một ánh mắt ghê tởm khi lệch dệt quay ra tiếp những người khách mới đến gã bự con hơn trong hai gã công nhân có mái tóc vàng và đúng là khổng lồ. Harry nhìn gã, gã xua tay khi cô hầu bàn đi. Cô ta trố mắt thộn ra. Vậy tụi mình đi đi, mình không muốn uống cái thứ nước cống này. Ron nói, Hermione bộ có tiền mua gồ để trả không? Có, mình đã rút hết tiền tiết kiệm kiến thiết xã hội trước khi đến hàng sóc. Mình cá là tất cả tiền lẻ nằm ở dưới đáy. Hermione thở dài, vội lấy cái túi sách một cườm hai gã công nhân đồng loạt cử động y như nhau và Harry phản ứng y như chúng đã không kịp ý thức. Cả ba đều rút cây đũa của mỗi người ra. Ron nhận ra chuyện gì đang diễn ra trễ mất một giây. Nó nhào qua mặt bàn, đẩy Harmony ngã xuống băng ghế. Sức mạnh bùa phép của bọn tử thần thực tử làm tan ngát tung toé mảnh gạch tường. Chỗ mà trước đó một giây là cái đầu Ron. Trong khi ấy, Harry vẫn vô hình gào lên, đánh choáng tên tử thần thực tử vóc dáng lớn xác bị một tia sáng đỏ đánh trúng ngay giữa mặt hắn đổ ụp qua một bên bất tỉnh gã đồng bọn của hắn không thể nhìn thấy ai vừa phóng bùa bèn nhắm vào rôn một lần nữa những sợi dây thần đen bóng vọt ra từ đầu cây đũa phép của hắn trói gô rôn từ đầu đến chân cô hầu bàn thét lên và chạy ra cửa harry phóng thêm một câu thần chú đánh choáng nhắm vào tên tử thần thực tử có bộ mặt nhăn nhúm đã trói gô ron nhưng thần chú không trúng hắn mà trúng cửa sổ và dội lại trúng cô học bàn. Cô này lăn đùng ra xỉu trước khi chạy ra được tới ngay cánh cửa. Nổ tung, tên tử thần thực tử rống lên và cái bàn phía sau cái bàn Harry đang đứng nổ tung. Sức mạnh của vụ nổ tống mạnh khiến nó vô tường và cảm thấy cây đũa phép vụt khỏi tay nó và tấm áo khoác tăng hình vụt khỏi người nó. Tê liệt toàn thân từ đâu không thấy, Hermione hét lên và tên tử thần thực tử đổ nhào tới trước như một bức tượng, rớt xuống sàn một cái rầm trên đống xà bần những bàn ghế, cà phê, đồ sứ kêu răng rắc. Hermione bò ra khỏi gầm ghế, rũ bỏ những mảnh vỡ của một cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh bám trên tóc cô bé và rùng mình. Cắt, cắt rời. Cô bé vừa hô, vừa chỉ cây đũa phép vào rôn. Nó rống lên đau đớn khi Harmony rạch tét đầu gối cái quần bò của nó để lộ một vết cắt sâu. Ôi, mình xin lỗi Ron, tay mình run quá, cắt rơi. Những mẫu dây thần đứt rời ra. Ron đứng lên, lắc hai cánh tay để chúng có cảm giác. Harry lượm cây đũa phép của nó lên và ngoi lên khỏi đống đổ nát. Đến chỗ gã tử thần thực tử tóc vàng to xác đang nằm vắt ngang cái băng ghế. Lẽ ra mình phải nhận ra hắn, hắn có mặt ở đó vào đêm thầy Tumbledore chết. Harry nói. Nó nắm chân tên tử thần thực tử da sậm hơn và lật ngựa hắn ra. Mắt hắn đảo thật nhanh từ Harry qua Ron và Hermione. Hắn là Dolohov. Ron nói, mình nhận ra hắn nhờ những tờ bố cáo truy nã cũ. Mình nghĩ tên bự con kia là Thô Phim Roller. Đừng bận tâm đến tên của bọn chúng, Hermione nói, hơi bấn loạn. Làm cách nào chúng tìm ra được tụi mình, tụi mình sẽ phải làm sao đây? Chẳng hiểu sao, những cơn bấn loạn của Harmony lại khiến đầu óc Harry sáng suốt hẳn. Khóa cửa lại, nó bảo Harmony và Ron tắt đèn đi. Nó ngó xuống tên Dolohov nằm cứng đơ, suy nghĩ thật nhanh khi cửa được khóa và Ron dùng cái tắt sáng để nhấn cả quán ăn vào bóng tối. Harry có thể nghe cả lũ đàn ông chọc ghẹo Harmony lúc nãy đang kêu ré một cô gái khác ở xa xa. Tụi mình phải làm gì với bọn chúng đây? Ron thì thầm với Harry trong bóng tối rồi nói nhỏ hơn nữa. Giết chúng không? Chúng muốn giết tụi mình. Chúng vừa cố làm chuyện đó đó. Harmony rùng mình lùi lại một bước. Harry lắc đầu. Tụi mình chỉ cần xóa bỏ trí nhớ của chúng. Như vậy tốt hơn, chúng sẽ bị loại ra khỏi ngoài vòng chiến. Nếu tụi mình giết chúng, thì việc tụi mình có mặt ở đây sẽ bị lộ. Bộ là chỉ huy, Ron nói. Nghe như thể nó thở phào một cái thiệt mạnh. Nhưng mình chưa từng xài bùa chú ký ức lần nào. Mình cũng chưa, Harmony nói, nhưng mình biết lý thuyết. Cô bé hít một hơi thở sâu trầm tĩnh, rồi chỉ cây đũa phép vào trán của Dolohov và nói, lũ lẫn. Lập tức, mắt Hốp trở nên mơ màng, thần sắc không tập trung. Giỏi quá, Harry nói, vỗ nhẹ tay lên lưng cô bé. Bộ cứ săn sóc tiếp tên kia và cô hầu bàn trong khi mình và Ron dọn dẹp nhé. Dọn dẹp, Ron nói, nhìn quanh cái quán ăn đã bị tan hoang một phần. Để chi, Bộ không tính đến việc bọn chúng sẽ thắc mắc Chuyện gì xảy ra khi tỉnh dậy Nhìn quanh thấy mình ở một nơi tan hoang Như vừa bị dội bom à Ờ à, phải đó Ron chật vật một lúc Mới rút ra được cây đũa phép của nó Khỏi tứ quần Khỏi thắc mắc tại sao mình không thể lấy nó ra được harmonia à Bộ lấy nhầm cái quần cũ của mình Nó chật căng à Ôi mình xin lỗi harmonia tré lên Và trong khi cô bé lôi cô hầu bàn ra khỏi chỗ Cho ngoài cửa sổ Khỏi nhìn thấy được Harry nghe cô bé rù rì đề nghị Ron một chỗ khác để nhét cây đũa phép. Khi quán ăn được phục hồi lại nguyên trạng trước đây, tụi nó khiêng hai tên tử thần thực tử trở vô ô ngang của chúng và đặt chúng ngồi đối diện nhau. Nhưng làm sao chúng lại tìm ra được tụi mình? Harmony hỏi, nhìn hết gã lờ đờ này đến gã lờ đờ kia, làm sao chúng biết được chúng ta đang ở đâu? Cô bé quay qua Harry. Bồ, bồ có nghĩ là bồ vẫn còn mang dấu hiệu trong người không Harry. Nó không còn đâu, Ron nói. Dấu hiệu hết linh khí đúng 17 tuổi đó là luật pháp thuộc, bùa đó không thể ếm lên người trưởng thành được. Đó là bộ biết có thế thôi, Hermione nói. Nếu mà bọn tử thần thực tử tìm cách ếm nó lên một người 17 tuổi thì sao? Nhưng Harry đâu có đến gần bất cứ tên tử thần thực tử nào trong vòng 24 giờ qua đâu, ai có thể ếm trở lại cái dấu hiệu đó lên được chứ? Hermione không trả lời. Harry cảm thấy như bị ô nhiễm nhơ bẩn có thực đó là cách mà bọn tử thần thực tử đã tìm ra được tụi nó không nếu mình không thể dùng pháp thuật và các bạn cũng không thể dùng pháp thuật gần mình mà không để lộ vị trí của tụi mình nó bắt đầu nói tụi mình không thể tách ra hermione nói quả quyết tụi mình cần một chỗ an toàn để trốn Ron nói để có thì giờ suy nghĩ thấu đáo chuyện này quảng trường Mô, harry nói hai đứa kia há hốc miệng ra Đừng có mà ngu, Harry, lão Snape có thể vô đó đấy. Ba của Ron nói là họ đã ếm bùa độc chống lại hắn, mà nếu như bùa không công hiệu. Nó nói rấn tới vì Harmony mở miệng cãi lại. Thì sao? Tôi thề tôi không mong gì hơn là gặp lão Snape. Nhưng, Harmony à, còn chỗ nào khác nữa đâu. Đó là nơi tốt nhất mà tụi mình có thể có được. Lão Snape chỉ là một tử thần thực tử, nếu mình muốn còn mang dấu hiệu trong người thì dù cho mình có đi đâu nữa thì cũng sẽ có cả đám bọn chúng bám theo tụi mình mà thôi. Harmony không thể tranh cãi mặc dù tỏ vẻ như thể sẽ cãi. Trong khi cô bé mở chốt cánh cửa quán ăn Ron bấm cái tia sáng để trả lại ánh sáng cho quán. Xong khi Harry đếm đến ba tụi nó giải bùa đã ếm lên ba nạn nhân của tụi nó. Và trước khi cô hầu bàn hay tên nào đó trong tử thần thực tử chẳng thể làm gì khác hơn là vặn mình ngáy ngủ. Ron, Harry và Hermione đã xoay người tại chỗ và biến mất vào trong bóng tối dày đặc một lần nữa. Vài giây sau, buồn phổi của Harry nở ra một cách đầy cảm kích và nó mở mắt ra. Giờ đây tụi nó đang đứng giữa một quảng trường nhếch nhác và nhỏ bé quen thuộc. Những tòa nhà cao siêu vẹo ngó xuống tụi nó từ khắp mọi phía. Tụi nó nhìn cảm thấy ngôi nhà số 12 bởi vì đã được cụ Trâm Lê Tro, người giữ bí mật của ngôi nhà, nói cho biết về sự hiện hữu của ngôi nhà đó. Và tụi nó vội vã đi về phía ngôi nhà. Cứ vài thước lại kiểm tra coi có bị theo dõi hay quan sát không. Tụi nó chạy đua lên bậc thềm đá và Harry gõ lên cánh cửa trước bằng một cây đũa phép của mình. Tụi nó nghe một chuỗi tiếng lách tách của kim loại, tiếng loảng xoảng của dây xích, rồi cánh cửa cò kẹt mở bung và cả đám vội vã bước qua ngưỡng cửa. Khi Harry đóng lại cánh cửa sau lưng, những bóng đèn kiểu xưa thắp bằng khí bừng sáng lên, phát ra ánh sáng bập bùng dọc theo chiều dài của hành lang. Cảnh trông y như trong trí nhớ của Harry, kỳ bí, đầy mạng nhện, hình thù những cái đầu da tinh treo trên tường đổ, những cái bóng kỳ cục xuống cầu thang, những bức màn dài sẫm màu che kín bức chân dung của bà mẹ chú Sirius, vật duy nhất không nằm đúng vị trí là cái đế cấm dù hình chân con quỷ khổng lồ nằm lăn lóc như thể cô Thorns vừa đá ngã nó một lần nữa. Mình nghĩ có ai đó vừa đến đây. Hermione thì thầm. Chỉ về phía cái đế cấm dù. Cái đó có thể xảy ra từ lúc hội ta rút đi. Ron rù rì đáp lại. Vậy mấy lá bùa độc hội ếm để chống lão Snape ở đâu? Harry hỏi. Có lẽ chỉ được kích hoạt khi lão xuất hiện. Ron đưa ra giả thuyết. Dù vậy, tụi nó vẫn cứ đứng chùm chùm nhau trên tấm thảm chùi chân, lưng tựa vào cánh cửa, không dám đi vô sâu trong nhà. Đi, tụi mình không thể đứng đây hoài, Harry nói, và nó tiến tới một bước. Severus Snape. Giọng thầy Moody mắt điên thì thầm phát ra từ bóng tối, khiến cả ba đứa nhảy lùi lại vì khiếp đảm. Tụi con không phải lão Snape, Harry câu có và ngay sau đó một cái gì bỗng vút qua trên đầu nó như luồng khí lạnh rồi lưỡi của nó tự uống ngược vô trong khiến nó không thể nói được. Tuy nhiên, nó chưa kịp dò giảm bên trong miệng mình thì cái lưỡi đã tự duỗi trở lại. Hai đứa kia dường như cũng vừa trải qua cái cảm giác khó chịu tương tự. Ron đang phát ra tiếng nôn ọe, Harmony lắp bắp, cái, cái đó ắt là phép nguyền cột lưỡi của thầy mắt điên ếm để chống lão Snape rồi. Rõ rén, Harry làm một bước tới trước, có cái gì đó dịch chuyển trong bóng tối cuối hành lang và trong khi chưa đứa nào nói thêm được một lời thì một cái bóng trồi lên khỏi tấm thảm, cao, màu xám xịt và khủng khiếp. Harmony thét lên và bà Black cũng thét lên. Bức màn che chân dung bà bay lật ra, cái bóng xám đang lướt về phía tụi nó, càng lúc càng nhanh, bộ râu và mái tóc dài tới eo lướt ra theo phía sau, bộ mắt rúm ró không da thịt với hai hốc mắt trống rỗng, quen thuộc một cách hải hùng, biến đổi một cách dễ sợ. Nó giơ một cánh tay rỗng lên, chỉ vào Harry. Còn, Harry hét, và mặc dù đã giơ cây đũa phép lên, nhưng nó chẳng nghĩ ra được câu thần chú nào. Không, không phải tụi con, tụi con không giết thầy. Từ giết vừa thốt ra. Cái bóng nổ tan thành một đám mây bụi thật to. Ho, chảy nước mắt, Harry nhìn quanh thấy Hermione ngồi thụp xuống sàn gần cánh cửa, hai cánh tay vòng qua đầu, và Ron run rẩy từ đầu đến chân, đang phụn về vỗ vai cô bé và nói, Không, không sao đâu, nó biến rồi. Bụi xoáy quanh Harry như sương mù, bám lấy ánh đèn khí màu xanh lơ, trong khi bà Black tiếp tục thét. Đồ máu buồn, bẩn thiểu, nhơ nhuốc, đồ bất lương, vết ô nhục trên ngôi nhà của ông cha ta. Cầm ngay! Harry gào lên, chỉ cây đũa phép vào bà ta và kèm theo một tiếng nổ những tia sáng đỏ lóe ra, bức màn khép lại, khiến bà ta nín luôn. Đó, đó là... Harmony thúc thiết khóc khi Ron đỡ cô bé đứng lên. Ừ, Harry nói, nhưng không thực sự là thầy ấy, phải không? Chỉ là cái gì đó để hù dọa lão Snape mà thôi. Harry tự hỏi, không biết cái đó có linh nghiệm không? Hay lão Snape đã đánh bạc cái bóng kinh hoàng qua một bên, cũng dễ dàng như lão đã giết cụ Trumbledore thật thần kinh vẫn còn căng thẳng, nó dẫn hai đứa kia đi dọc hành lang, nửa chờ đợi một nỗi kinh hoàng khác tự phô ra, nhưng chẳng còn gì chuyển động nữa, ngoại trừ một con chuột đang gầm nhấm miếng gỗ ốp chân tường. Trước khi đi xa hơn, mình nghĩ tụi mình nên kiểm tra. Harmony thì thào và cô bé dơ đùa phép lên. Lộ người. Không có gì xảy ra. Ôi, bộ vừa mới bị một phố kinh hồn, rồi nói giọng tử tế. Cái đó để làm gì chứ? làm cái mà mình hiểu là nó đang làm. Harmony nói hơi gắt gỏng. Đó là thần chú để làm lộ ra sự có mặt của người ta và như vậy hiện giờ ở đây không có ai khác trừ tụi mình. Và lão bụi cũ nữa, Ron nói liếc đám bụi của tấm thảm nơi cái xác bụi đã trồi lên. Tụi mình lên lầu đi. Harmony nói, ánh mắt kinh sợ vẫn còn nhìn về chỗ đó và cô bé dẫn đầu đi lên cái cầu thang cọt kẹt để tới phòng khách trên lầu một. Harmony phải cây đũa phép để thắp sáng những bóng đèn khí cũ kỹ, sau đó rùng mình trong căn phòng trống vắng. Cô bé ngồi thu lưu trên ghế nệm dài, vòng tay ôm chặt lấy mình. Ron băng ngang căn phòng tới bên cửa sổ và vén tấm màn nhung dày qua một bên vài phân. Không thấy ai ở ngoài kia cả, nó thường thuật. Và bồ nghĩ coi, nếu Harry vẫn còn mang dấu hiện thì ác đã theo tụi mình tới đây rồi. Mình biết là chúng không thể vô được trong căn nhà mà. Nhưng có chuyện gì vậy Harry? Harry thốt ra một tiếng kêu đau đớn, cái thèo của nó lại thiêu đốt như có điều gì đó nhá xuyên qua óc nó như một tia sáng rực trên mặt nước. Nó thấy một cái bóng khổng lồ và cảm thấy một cơn cuồng nộ vốn không phải của nó lại đang nện khắp thân thể nó, dữ dội và nhanh như một cơn điện giật. Bồ thấy cái gì? Ron hỏi, thúc giục Harry. Bộ thấy hắn ở nhà mình hả? Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ. Hắn giận ghê lắm á. Nhưng điều đó thì chắc gì đã xảy ra ở hang sóc. Rồi nói to, còn gì nữa, bà có thấy gì không, hang đang nguyền rủa ai hả? Không, mình chỉ cảm thấy giận dữ, mình không thể nói được là... Harry cảm thấy bị dồn ép quá, đâm bối rối và Hermione cũng chẳng giúp được gì khi cô bé nói bằng giọng kinh sợ. Lại cái thẹo của bồn nữa hả? Nhưng đang xảy ra chuyện gì vậy? Mình tưởng mối liên kết đã được đóng lại rồi cơ mà. Nó đã đóng lại nhưng một thời gian, Harry lầu bầu cái thẹo của nó vẫn còn đau khốn, khiến cho nó khó tập trung. Mình mình nghĩ nó bắt đầu nối lại mỗi khi hắn không tự chủ và đó là kiểu trước đây vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng bồ phải đóng đầu óc của bồ lại. Hermione nói giọng the thé. Harry, thầy Dumbledore không muốn bồ dùng đến mối liên kết đó. Thầy muốn bồ đóng nó lại. Đó là lý do bồ nên dùng phép bế quan bí thuật. Nếu không, Voldemort có thể nhồi vô đầu bồ những hình ảnh sai lạc, nhớ Ừ, tôi nhớ, cảm ơn. Harry nói qua hàm răng nghiến chặt. Nó không cần Harmony bảo cho nó biết là Voldemort đã có lần dùng mối liên kết đồng ngã giữa nó với hắn để đưa nó vào trong. Cũng không cần nói là việc đó đã đưa tới cái chết của chú Sirius. Nó ước gì đã không nói cho hai đứa kia biết điều đó, đã nhìn thấy và cảm thấy. Chuyện đó khiến cho Voldemort đáng sợ hơn, như thể hắn đang áp mình vô cửa sổ căn phòng. Vậy mà cơn đau của cái thèo lại nổi lên và nó phải chống chọi giống như chống lại cơn buồn nôn. Nó quay lưng lại Ron và Hermione giả đò như xem xét tấm thảm cũ theo da phả dòng họp black trên tường. Chợt Hermione rú lên. Harry rút cây đũa phép ra một lần nữa và quay phát lại để thấy một thần hồ mệnh màu trắng bạc đang lao qua cửa sổ căn phòng khách và đáp xuống trước mặt tụi nó. Ở đó, thần hồ mệnh hiện thành một con chồn phát ra giọng nói của cha Ron. Gia đình bình an, đừng hồi âm, chúng ta đang bị canh chừng. Thần hồ mệnh tan biến vào không trung, Ron để bật ra một âm thanh nữa như nức nở, như nửa cầu nhau và thả người ngồi phịch xuống cái ghế nệm. Harmony đến ngồi bên nó, ôm chặt lấy cánh tay nó. Họ bình an, họ bình an mà. Cô bé thì thầm, và Ron ôm ghì cô bé vừa khóc vừa cười. Harry, Ron nói qua vai của Harmony, mình không hề gì, Harry nói kiệt quệ vì cơn đau trong đầu. Gia đình của bồ, dĩ nhiên bồ phải lo lắng, mình cũng cảm thấy như vậy. Nó nghĩ đến Ginny, mình cũng cảm thấy y như vậy. Cơn đau trong cái thẹo của nó lên tới đỉnh, thiêu đốt như lúc phát ra ở trong vườn của hàng sóc. Nó mơ hồ nghe Hermione nói, mình không muốn ngủ một mình hay là tụi mình dùng mấy cái túi ngủ mình đem theo để ngủ tạm ở đây đêm nay nhé. Nó nghe rôn tán thành, nó không thể chống chọi với cơn đau lâu hơn nữa Nó phải chịu thua Buồn tắm Nó thều thào Và bỏ đi ra khỏi phòng thật nhanh Gần như chạy Nó suýt không tới được Cài xong chốt cửa sau lưng Bằng bàn tay run rẩy Nó ôm ghì lấy cái đầu nhức bưng bưng Như búa bổ Và té lăn xuống sàn phòng tắm Và đồi trong cơn thống khùng bùng nổ Nó cảm nhận cơn giận Vốn không phải của nó Đang độc chiếm tâm hồn nó Nó thấy một căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng ánh lửa và tên tử thần thực tử tóc vàng to tướng nằm trên sàn quằn quại gào thét và một cái bóng mông manh hơn đứng trùm bên trên gã đũa phép chỉ thẳng ra trong khi Harry nói bằng một giọng lạnh lùng tàn nhẫn cao the thé nữa rồi hay ta kết thúc và để cho Nagini sơi mi chúa tể Voldemort không chắc là ngài sẽ tha thứ phèn này mi vời ta trở lại vì điều này ư? Ừ, nói cho ta biết là Harry Potter lại trốn thoát một phen nữa à? Draco, cho là ném thêm một lần nữa món khó sơi của chúng ta. Làm đi, nếu không thì chính mi sẽ ném cơn thịnh nộ của ta. Một khúc củi rớt xuống đống lửa, ngọn lửa bùng lên, ánh lửa hát qua một khuôn mặt nhọn, trắng bệt, khiếp đảm, với một cảm giác như trồi lên từ dưới đáy nước sâu. Harry cố hốp lấy không khí và mở mắt ra. Nó đang nằm xoải tay dạng chân trên sàn lát cẩm thạch đen lạnh giá. Mũi nó còn vài phân là chạm vào cái đuôi con bạch xà bệ đỡ cái bồn tắm to. Nó ngồi dậy, gương mặt hốc hác, mất hồn của ma Floyd dường như cháy lên trong mắt nó. Harry phát ói vì điều mà nó vừa thấy, vì cái cách mà Voldemort đang sử dụng. Có tiếng gõ cửa đột ngột và Harry giật bắn người khi giọng nói của Hermione vang lên Harry, bồ cần bàn giải răng của bồ không mình có nó đây này Ừ, tuyệt, cảm ơn nhé Nó nói cố gắng giữ giọng nói bình thường khi đứng lên mở cửa cho cô bé vào